Xin kính chào quý vị khán thính giả của Người Việt Channel. Tôi là Bùi Như Mai từ San Jose, California. Hôm nay là buổi kể chuyện tiếp dựa theo cuốn sách Oath and Honor của bà Lish Jenny. Thì trong chương 1, chúng ta đã được nghe về chuyện là Quốc hội Cộng Hòa hầu hết đều tin là hãy để cho Trump một thời gian để gặp nhấm nỗi nhục thất cử. Và họ đều tin rằng Trump sẽ chấp nhận thất cử nhưng mà đi ngược với những suy nghĩ của họ trump đã được đám bộ sậu luật sư và các cận thần suối bẩy và rồi từ từ thì quốc hội cộng hòa dần dần vào khuôn phép theo trump xạo láo và hai chương hai và ba tiếp theo đây là chuyện bên trong của hạ viện cộng hòa đã bắt đầu các âm mưu với trump từng bước ra sao và một lần nữa, tôi xin thưa là đây là câu chuyện được kể lại từ bà Liz Cheney. Bà là một dân biểu Cộng hòa bảo thủ, có uy tín. Và bà đã ủng hộ các chính sách bảo thủ của Trump cho tới khi bà không chịu nổi cái đảng Cộng hòa của bà đã hèn hạ, đã bán rẻ tư cách khi mà bắt đầu theo Trump xạo láo về bầu cử chúng ta nghe tiếp câu chuyện uh, của Hạ viện Cộng Hòa đang ngả từ từ theo Trump như thế nào vào những ngày sau bầu cử 3 tháng 11 năm 2020. Đây là câu chuyện tôi dựa theo bài dịch của Nguyễn Bình Phương. Chương thứ hai Ngày 17 tháng 11 thì uh, Quốc hội thì Hạ viện Cộng Hòa họp để bầu ra ban lãnh đạo thì ban lãnh đạo của hạ viện cộng hòa đó gồm có Kevin McCarthy, Steve Scalise và Billie Cheney. Hạ viện cộng hòa có một cái nhóm phải nói là bảo thủ kinh khủng luôn đó là nhóm Freedom Caucus thì cái nhóm này ủng hộ Trump tuyệt đối luôn và họ đang lăm le để đưa người ra ứng cử cho các chức vụ lãnh đạo của hạ viện nhưng mà sau đó thì Billie cùng với Kevin McCarthy Steve Scalise lại đắc cử trở lại làm lãnh đạo của Hạ viện Cộng Hòa. Thì bà Liz bác kể đó, khi mà bá vừa đắc cử vào Hạ viện lần đầu tiên năm 2017, thì Jim Jordan, ông ta là lãnh đạo của nhóm Freedom Caucus, thì ông muốn dụ bà vào cái nhóm này, nhưng mà bà từ chối. Thì theo lời bà Liz bác kể, thì một số dân biểu trong nhóm Freedom Caucus đó, rất là khó chịu với bà, mỗi khi mà bà chỉ trích Trump. Bà cho thí dụ như là hồi tháng 7 năm 2020, tức là trước bầu cử nha quý vị, coi như là 4 tháng trước bầu cử. Thì Trump đã đề nghị hoãn bầu cử vì đại dịch Covid và bà Liz bà đã công khai phản đối đề nghị của Trump. Rồi đến tháng 9 năm 2020 thì Trump tuyên bố là ông ta không cam kết sẽ chuyển giao quyền lực nếu mà ông ta thất cử. Thì cái nhóm Freedom Caucus này, họ cũng tức giận vì bà Liz lại phản đối Trump về cái tuyên bố này. Rồi Trump lại tiếp tục đuổi các nhân viên thuộc cấp của ông ta. Và ông ta đuổi ông Chris Krebs. Thì ông Chris Krebs này đó được chính Trump bổ nhiệm vào chức vụ giám đốc cơ quan an ninh mạng và cơ sở hạ tầng thuộc bộ an ninh nội địa trong ông ông Kraft này ông đã làm việc trong suốt 2 năm để củng cố hệ thống bầu cử trên toàn quốc và để ngăn ngừa các phần tử xấu đột nhập vào hệ thống bầu cử thì sau bầu cử ông Krebs đã dám chống đối Trump khi ông ta liên tục khẳng định rằng hệ thống bầu cử của cả nước rất là an toàn và bầu cử năm 2020 là an toàn nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ. Ông nói là không có bằng chứng cho thấy hệ thống máy kiểm phiếu, hủy bỏ phiếu hoặc làm mất phiếu, thay đổi phiếu hoặc là máy bị kẻ gian xâm nhập bằng bất kỳ cách nào. Không có. Thì sau khi mà Trump sa thải ông Krebs, thì Trump tuyên bố mà không hề có bằng chứng nha. Trump tuyên bố rằng có những hành vi gian lận quy mô và máy móc bị trục trặc nên đã chuyển hàng triệu phiếu bầu cho Trump sang qua cho Biden. Mà ông Krebs cũng không vừa nha quý vị. Ông bị Trump sa thải đó nhưng mà ông ta vẫn tiếp tục tuyên bố công khai là bầu bầu cử không bị gian lận và ông xác nhận những điều các chuyên gia bầu cử của liên bang và tiểu bang kết luận là đúng là không có gian lận. Và ông ta đã làm cho Joseph đi Genova là luật sư của Trump làm cho cái ông luật sư này ông nổi giận. Và ông luật sư này ông đòi đem ông Krebs ra xử trảm, bắn phanh thay ông Krebs ra luôn. Đến ngày 19 tháng 11 thì nhóm luật sư của Trump gồm có Rudy Giuliani, Sidney Powell, Jenna Ellis, Joseph De Genova, Victoria Townsend và Boris Epstein đã cùng nhau họp báo tại trụ sở của Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa ở Washington. Họ họp báo để mà tuyên bố bầu cử gian lận có tính quy mô và ông Krebs đã gọi buổi họp báo này là một show TV dài 1 giờ 45 phút nguy hiểm nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Thì trong buổi họp báo, Rudy Giuliani hứa là ông ta, bà City Power cô Jenna Ellis sẽ đưa ra bằng chứng gian lận mà họ đã thu thập được trong hai tuần qua. Nhưng mà làm gì có bằng chứng mà đưa ra? rồi họ lờ tít cái chuyện hứa hẹn đó luôn. Mà sau đó Giuliani chỉ nói lanh quanh chuyện Trump đã thắng ở các tiểu bang chiến địa. Ông ta nói kiểu như Trump đã thắng lớn ở Wisconsin, thắng ở Pennsylvania với 300.000 phiếu, thắng ở nhiều nơi khác của tiểu bang Michigan. Trump đã thắng hơn 150%, 200%, 300% mà cũng không có bằng chứng gì ráo trội hết. Rồi Rudy lại xạo láo vớ vẩn. Nói mơ hồ kiểu như là ở một số nơi có gian lận về số phiếu bầu cao hơn số dân cư ở đó. Xong rồi Giuliani giới thiệu bà Sydney Powell lên sân khấu. Ông ta giới thiệu bằng cách nói như thế này. Tôi biết là hầu hết dân chúng Hoa Kỳ không biết rằng rất nhiều phiếu bầu của chúng ta được kiểm và đếm ở ngoại quốc bởi một công ty có tiếng là chuyên gia lập bầu cử. Vì chính phủ Hoa Kỳ dùng máy đếm phiếu của nước Venezuela, nếu chúng ta để bầu cử mà gian lận thì chúng ta sẽ trở thành Venezuela mất tiêu rồi. Hmm. Bà Elizabeth không hiểu cái ông Giuliani này đang nói cái quái gì nữa. Rồi bà Sidney Powell bước lên sân khấu và tuyên bố là Hoa Kỳ dùng máy đếm phiếu của công ty Dominion. Còn phần mềm software là của Smartmatic. Và những thứ này được làm bởi Venezuela là do lệnh của Tổng thống Hugo Chavez. Tôi xin bảo ngoặc ở đây là cái ông Tổng thống này ông đã chết từ lâu rồi quý vị thì theo bà Liz à, à, theo bà Sydney Powell đó, máy này có các software có khả năng chuyển phiếu của Trump qua cho Biden và xóa trắng các phiếu bầu cho Trump bà Sydney cho biết sở dĩ nhóm luật sư của Trump biết được chuyện này vì Trump nhận được nhiều phiếu nhiều nhận nhiều mà nhiều quá đó, nhiều phiếu quá quý vị đến nỗi máy đếm không xuể nên bị hư luôn và theo bà Sydney Powell thì bà ta có nhân chứng có uy tín đã ra khai về chuyện này. Và lời khai của nhân chứng đó đã được nộp vào tòa của tiểu bang Georgia. Rồi bà ta đổi giọng quý vị nấc nghẹn ngào, nấc sụt sùi than rằng những hành động gian lận này là kinh hoàng, là đau lòng, là đáng giận và là không yêu nước thì sau phút nghẹn ngào đó, bà này bắt lại hùng hổ bắt tuyên bố là Tổng thống Trump đã thắng cử với chiến thắng long trời là đất. Thế mà chúng nỡ nào giật phiếu của Tổng thống trời ơi là trời. Bà làm như vậy đó quý vị. Và bà ta thề sẽ đưa đầy đủ bằng chứng ra và giành lại đất nước Hoa Kỳ cho dân chúng đã bỏ phiếu cho tự do. Sau đó là cô luật sư Jenna Ellis lên sân khấu cô này cô gáy à cô gáy là họ là các luật sư ưu tú đang thay mặt tổng thống để điều tra gian lận đến nơi đến chốn bà Liz bắt coi cái buổi họp báo này trên TV mà bà thấy nó quái gở chưa từng thấy luôn mà chả cần đợi lâu vì các luật sư của Trump làm gì có bằng chứng gì mà đưa ra ngay cả cái tên nỏ mồm Tucker Carlson của đài TV Fox News cũng ngậm hột thị luôn và chỉ 3 ngày sau cái buổi họp báo đó, bà Sydney Powell bị đuổi khỏi nhóm luật sư của Trump và bà ta cũng không còn là luật sư riêng của Trump nữa. Bà Liz viết rằng ba cái ông bà luật sư này là Rudy Giuliani, Sydney Powell, Jenna Ellis thế nào cũng bị truy tố ra tòa về tội về tội xạo láo bầu cử và có thể bị rút bằng thành nghề luật sư nữa. Mà thật đúng như vậy luôn, bà sydney power bị công ty dominion kiện về tội phỉ bán và quý vị biết bà này bác trả lời cái vụ kiện này với cái lý luận lố bịch chưa từng thấy không bà nói như thế này người nào mà còn lý trí biết suy nghĩ thì sẽ thấy cách tuyên bố của tôi là những tuyên bố không dựa vào sự thật <laughs> không dựa vào sự thật Cô Jenna Ellis đã nhận tội với tiểu bang Georgia là cô đã sai khi tuyên truyền xạo láo về bầu cử năm 2020. Thì tòa án New York đã ra phán quyết rằng Rudy Giuliani đã tuyên truyền xạo láo. Ông ta đã gian dối để lường gạt dân chúng Hoa Kỳ và lường gạt tòa án và cả quốc hội nữa. Nhưng mà mọi thứ đã quá trễ rồi đã quá trễ vì mọi thiệt hại do họ gây ra coi như đã xong rồi. Hàng triệu triệu dân chúng Hoa Kỳ cũng như cả trăm ngàn cử tri trong khu vực dân cử của bà Liz Cheney đã tin như thần và các xạo láo này. Tới thời điểm này thì đất nước Hoa Kỳ thật sự đang gặp nguy hiểm vì Trump và các bộ sậu luật sư của ông ta đã gây tổn hại đến hệ thống bầu cử của đất nước mà cả triệu triệu dân Hoa Kỳ đã tin vào họ. Trump bắt đầu đi vòng vòng trong cả nước để rêu rao về chuyện gian lận bầu cử. Bà Liz Cheney Bà thấy tình hình kiểu này không xong rồi, không được rồi. Bà cần phải ngăn chặn Trump ngay cho nên đến ngày 20 tháng 11 bà tuyên bố là Trump cần phải trưng ra ngay bằng chứng bầu cử bị gian lận. Nếu không, thì ông ta nên câm miệng ông ta lại. Và bà Liz bà đã viết như thế này. Hoa Kỳ là một quốc gia có pháp quyền. Tổng thống và các luật sư của ông đã đưa ra các tuyên bố về các hành động phi pháp và bầu cử gian lận có tính quy mô, có thể ảnh hưởng đến kết quả bầu cử. Nếu ông có bằng chứng rõ ràng, thì ông có nhiệm vụ phải đưa ra các bằng chứng này ra ngay lập tức trước tòa và trước dân chúng Hoa Kỳ. Tôi hiểu rằng Tổng thống đã kiện lên tòa hơn 30 vụ kiện riêng biệt. Nếu ông không hài lòng với kết quả của những vụ kiện đó, thì cách thích hợp nhất là đi kháng cáo. Nếu Tổng thống không thể chứng minh được những tuyên bố gian lận của ông là đúng hoặc nếu ông không có bằng chứng gian lận đủ để thay đổi kết quả bầu cử thì ông nên hoàn thành trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ và trung thành với hiến pháp Hoa Kỳ bằng cách phải tôn trọng sự thiêng liêng của hệ thống bầu cử của đất nước chúng ta. Bà Liz đã viết như vậy. Thì sau khi bà Liz đã đưa ra tuyên bố như vậy, thật ra là các luật sư trong ban tranh cử của Trump đều đồng ý với bà Liz nhưng cũng kẹt cho bà Lee là các cử tri trong địa hạt dân cử của bà ở Wyoming á lại chất bá là làm gì mà tấn công tổng thống dữ như vậy? Họ tức giận vì họ nghĩ nếu Biden lên tổng thống thì chính sách của Biden sẽ gây thiệt hại cho tiểu bang Wyoming như là chính sách nhiên liệu hóa thạch và kỹ nghệ chăn nuôi của đảng dân chủ và chính phủ liên bang đã làm chủ gần 50% diện tích đất đai ở Wyoming và 2 phần 3 khoáng sản ở dưới lòng đất. Chính phủ liên bang đã làm 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 chủ. Thì dân Wyoming họ sợ là chính quyền của Đảng Dân Chủ sẽ không cho họ thả ra súc trên đất công của liên bang nữa. Rồi mỗi lần mà họ khai thác dầu thì họ phải xin phép lôi thôi lắm cũng như khai thác mỏ than thì sẽ gặp khó khăn vì Đảng Dân Chủ muốn giảm lượng khí thải để mà bảo vệ môi trường. Nên cử tri của bà Lee đều nghĩ là Biden sẽ có những chính sách làm cho cuộc sống của họ khó khăn hơn. Thành ra họ tin những xạo láo của Trump. Rồi bà Lee không được mời đến White House dự tiệc Trump thiết đãi quốc hội. Bà Lee đã không có buồn mà bác chỉ buồn cười vì bác biết là chắc là họ đang sung sướng lắm khi họ nghĩ là họ đã trừng phạt được bác. Bác biết, bác không phải là người duy nhất biết là đất nước đang ở thời điểm nguy hiểm. Và bà biết là dù sự thật có rõ ràng, rành rành thế nào đi nữa, đều không được đại đa số dân chúng tin vì đã có quá nhiều người đã lỡ nghe Trump xạo láo và tin ông ta mất rồi. Các thuyết âm mưu được lan truyền ở khắp mọi nơi vượt ra ngoài tầm kiểm soát luôn. Bà Liz đã cố gắng dành nhiều thời giờ để đi nói chuyện trực tiếp hoặc là qua phone hoặc là gặp thẳng các cử tri của bà để nói rõ cho họ hiểu. Thì bà có nói chuyện với hai cử tri là người ủng hộ bà lâu năm và bác ngạc nhiên là cả hai người này đều đọc cùng một thứ tin tức rác rưởi về bầu cử gian lận trên mạng xã hội. Họ gọi cho bà vì họ đọc được tin là tránh thẩm của tòa tối cao pháp viện là John Roberts đang điều hành một đường dây buôn bán tình dục trẻ em dưới tầng hầm nhà ông ta. Bà nói ngay với họ đây là tin nhảm nhí. Thì họ hỏi bà làm sao bà dám chắc đó là tin nhảm nhí bác ngạc nhiên về họ và bác buồn nữa. Vì bất tưởng đây là những người có đầu óc biết suy nghĩ. Thế mà tại sao họ lại có thể tin được các tin tức rác rưởi ghê tởm như thế này? Bà Liz bác buồn. Vì bác thấy rõ ràng rằng sự thật, bác thật sự không còn quan trọng nữa. Đến ngày 1 tháng 12 năm 2020 thì Hạ viện Cộng Hòa họp và dân biểu Louis Gohmert của tiểu bang Texas đã lên phát biểu cho toàn thể Hạ viện Cộng Hòa để chỉ trích bà Liz Cheney như thế này. Tôi nói cho bà biết nghe chưa? Tôi đã nghe tuyên bố của bà tấn công Tổng thống Trump. Tôi sẽ không ủng hộ để bầu bà vào chức vụ lãnh đạo của Hạ viện Cộng Hòa nữa đâu nha. Và tôi sẽ đi kiếm người để ra tranh cử chức dân biểu chống lại bà. Bà Liz bà nói Thường thì các dân biểu hay chỉ trích lẫn nhau Và họ thường là Cho chuyện nó qua Nhưng lần này Bà Liz bà quyết định Bà không để yên khi ông dân biểu này Tấn công bà cái kiểu như vậy Bà hỏi lại ông ta như thế này Ông không bằng lòng với phần nào Trong tuyên bố của tôi Chắc chắn Là ông phải đồng ý Là đất nước Hoa Kỳ có hệ thống pháp quyền Đúng không? Hay phần tôi nói là muốn buộc tội chuyện gian lận một cách quy mô thì phải có bằng chứng rõ ràng. Hay phần tôi nói là Tổng thống phải có nhiệm vụ tôn trọng hệ thống bầu cử của đất nước. Rõ ràng là ông dân biểu Louis Gomer chẳng có lập luận vững chắc gì để trả lời những điều bà Lee đã hỏi ông ta. Rồi ông dân biểu này ông đâm đơn đi kiện ông ta kiện lên tòa án liên bang để khẩn thiết kêu nài tòa án liên bang cho phép phó tổng thống Mike Pence được phép dẹp bỏ các phiếu cử tri đoàn ở một số các tiểu bang. Nhưng mà đơn kiện của ông ta bị tòa án bác bỏ và ông ta tuyên bố là không còn cách nào khác nữa. Phải xuống đường đi biểu tình và dùng bạo lực thôi. Ông dân biểu này ông đã hàm ý nói rằng đất nước Hoa Kỳ đang bị kẻ gian đánh cắp và dân chúng chỉ còn có một cách duy nhất để cứu đất nước thôi. Đó là phải dùng bạo lực. Kính thưa quý vị, đó là chương 2. Và sau đây là chương thứ ba Và đây cũng là câu chuyện kể lại dựa theo bài dịch của Thụy Mân. Trump đã nộp tổng cộng hơn 60 đơn kiện lên khắp các tòa ở uh, uh, các tiểu bang rồi tòa phúc thẩm tòa tối cao pháp viện khi mà tòa án họ xét xử một đơn kiện đó, là nguyên đơn phải trưng ra được bằng chứng rõ rệt và phải chứng minh là sự gian lận phải ở mức độ quy mô tới cỡ nào để mà thay đổi kết quả bầu cử chứ tòa không có dựa vào những cáo buộc khơi khơi được trong 2 tháng 11 và 12 là các tòa xử các vụ kiện của Trump và Trump đã thua trắng tay hơn 60 vụ kiện từ tòa thấp tới tòa cao vì Trump không đưa ra được bất kỳ bằng chứng gian lận chính đáng nào cả. Ngày 1 tháng 12 năm 2020, Bộ trưởng Tư pháp của Trump là Bill Barr lên TV và loan báo là những tuyên bố của Trump về gian lận bầu cử là nhảm nhí. Bill Barr cũng cho biết rằng kết quả điều tra của Bộ Tư pháp thì Bộ Tư pháp không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào về gian lận bầu cử có thể làm thay đổi kết quả bầu cử. Trump nghe Bill Barr tuyên bố trên TV như vậy. Ông ta giật điên lên. Nên đang ăn trưa Trump ném luôn cái đĩa thức ăn vào tường của phòng ăn ở White House. Các nhân viên bầu cử ở các tiểu bang chiến địa cũng không tránh được những áp lực của Trump. Một nhân viên bầu cử ở tiểu bang Georgia là ông Gabe Sterling. Ông ta chịu không có nổi. Cho nên ông ta đã có một buổi họp báo vào ngày 1 tháng 12. Ông ta kêu gọi Trump hãy ngừng đe dọa bạo lực vì sẽ có thương tích và tử vong. Và như vậy là quá sai. Trump trả lời bằng cách ông ta không những đã không lên án những tên phò ông ta đi đe dọa bạo lực hoặc kêu gọi họ dừng lại. Mà Trump còn làm gấp đôi thêm nữa khi ông ta thúc giục họ thêm. Bà Liz nghĩ là Trump đang làm áp lực với quốc hội của các tiểu bang. Trump và bè lũ đã quậy tứ tung. Này nhé, ở tiểu bang michigan và biden thắng quốc hội của tiểu bang michigan lúc đó là quốc hội của đảng cộng hòa họ nắm cả thượng viện và hạ viện trump cho mời cả lãnh đạo thượng viện và hạ viện của tiểu bang đến white house gặp trump không biết là trump nói gì với họ nhưng mà khi họ về đến nhà của họ ở michigan thì cả hai đều tuyên bố là Biden đã thắng ở Michigan và họ không thể giao phiếu cử tri đoàn của tiểu bang Michigan cho Trump được. Coi như là họ nhất quyết không thay đổi kết quả bầu cử qua cho Trump. Chuyện thứ hai là ngày 7 tháng 12 năm 2020. Bộ trưởng tư pháp của Texas kiện lên Tối cao Pháp viện vô cớ. Một cách vô cớ đòi bốn tiểu bang phải cho tiểu bang Texas coi kết quả bầu cử. Bốn tiểu bang đó là Michigan, Pennsylvania, Georgia và Wisconsin. Trump đã thua hết ở bốn tiểu bang này. Và đây là sự vi hiến quá rõ ràng. Vì hiến pháp của Hoa Kỳ đã nói rõ về sự độc lập của 50 tiểu bang. Không tiểu bang nào được dí mũi vào chuyện của các tiểu bang khác bầu cử là công việc của tiểu bang. Mỗi tiểu bang có hệ thống bầu cử khác nhau. Một tiểu bang lớn như Texas cũng không có quyền hành gì để xem xét cách thức bầu cử và kết quả bầu cử của các tiểu bang kia cả. Ngay cả liên bang cũng không có quyền dính vào mà. Và đây là một sự vi phạm quyền lực quá nguy hiểm luôn. Thì đơn kiện của Texas như dự đoán là thua te tuột. Không tòa nào cho phép Texas làm như vậy cả. Từ tòa liên bang ở Pennsylvania đến tòa phúc thẩm của khu vực số 3. Bây giờ đó, về chuyện bên trong của Hạ viện Cộng Hòa khi mà Trump thúc họ phải lên tiếng bên Texas khi mà Texas đưa cái đơn kiện lên tòa tối cao pháp viện đòi coi kết quả của bốn tiểu bang kia đó, quý vị thì cái chuyện nó xảy ra như thế này. Chuyện hay lắm. Ngày 9 tháng 12 năm 2020 Mike Johnson hiện giờ ông này đang làm chủ tịch hạ viện. Đó. Ông ta đã gửi email cho toàn thể hạ viện cộng hòa với tựa đề của email là yêu cầu khẩn cấp từ tổng thống Trump. Thì ra là Trump muốn Mike Johnson nộp một văn bản amicus ủng hộ tổng ủng hộ à, tiểu bang Texas đăng kiện bốn cái tiểu bang kia thì văn bản amicus là một văn bản của một người hay của một nhóm người đồng ký vào để nộp vào tòa để ủng hộ một phe trong cái vụ kiện. Thật ra thì Trump muốn tất cả các dân biểu Cộng Hòa phải ký vào cái văn bản amicus này và Trump sẽ kiểm coi những dân biểu nào sẽ ký. Sau khi mà Mike Johnson gửi cái email đó ra thì chỉ 20 phút sau thôi thì các email của các dân biểu Cộng hòa lục đục trả lời cho Mike Johnson. Phần đông họ bày tỏ sự tức giận vì họ biết là Mike Johnson muốn ngầm đi thu thập chữ ký để tâu lên cho Trump. Cho Trump biết là ai về phe ông ta, là ai chống ông ta. Bà Liz bắt ra thẳng thường gọi cho Mike Johnson để hỏi cho ra lẽ chuyện này. Ấy, thì Mike Johnson bảo đảm với bà là văn bản amicus chỉ để giúp Trump vận dụng tối đa các biện pháp pháp lý để tìm ra chuyện gian lận bầu cử. Và chỉ đơn giản, coi những dân biểu nào sẽ ủng hộ Trump mà thôi. Rồi Mike Johnson email tiếp cho các dân biểu Cộng Hòa và ông ta khẳng định rằng không phải việc của Hạ viện Cộng Hòa đi kiện cáo gì trong chuyện um, Texas kiện bốn tiểu bang kia cả mà Mike Johnson chỉ muốn ủng hộ sự liêm chính của hệ thống bầu cử. Và ông ta muốn Hạ viện Cộng hòa ủng hộ Texas để yêu cầu tối cao pháp viện phải xử vụ kiện của Texas một cách nhanh chóng. Rõ ràng đây là trò treo đầu dê bán thịt chó của Mike Johnson đó quý vị. Treo đầu dê bán thịt chó cho các dân biểu của Hạ viện Cộng hòa vì Mai Johnson thật ra đã viết thêm vào văn bản Amicus lấy danh nghĩa của Hạ viện Cộng Hòa mà các dân biểu Cộng Hòa khác họ không biết. Thì trong cái 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 văn bản mà ông ta viết thêm, ông ta khẳng định rằng thật sự bầu cử các dân lận và các nhân viên bầu cử ở bốn tiểu bang kia đã làm sai. Rồi Mike Johnson báo cáo là có tổng cộng 105 dân biểu Cộng Hòa cho biết họ sẽ tham gia vào amicus mặc dù họ chưa được coi nội dung cái văn bản amicus khi bà Liz bắt đọc cái bản amicus này bà thấy rõ ràng là Mike Johnson quá xạo láo với các đồng viện Cộng Hòa ban đầu thì ông ta chơi trò nhử mồi cho mọi người tham gia nhưng mà sau đó đằng sau lưng ông ta sửa lại với đầy những cáo buộc về gian lận bầu cử về bầu cử gian lận thì bà bắt text cho Mike Johnson ba hỏi coi là ai viết cái văn bản này mà viết dở như vậy ba hỏi Mike Johnson là những gì viết trong văn bản đã mâu thuẫn với những gì ông viết trong cái email vì theo như trong email của Mike Johnson văn bản Amicus chỉ giúp quyền kiện cáo của Trump phải được tòa xét xử chứ không phải là văn bản để nói với tòa liên bang về những sự thật bầu cử mà ngay như hạ viện cộng hòa cũng không biết chắc là cái sự thật đó có đúng hay không. Luật sư của Kevin McCarthy đã xác định với bà Liz Cheney là Kevin McCarthy sẽ không ký vào cái văn bản Amicus. Bà luật sư này cũng nói cho bà Liz là McCarthy sẽ đề nghị Mike Johnson phải kêu gọi các dân biểu cộng hòa nên đọc kỹ Amicus trước khi ký. Ngay như chính văn phòng của McCarthy cũng nói là Mike Johnson treo đầu dê bán thịt chó mà. Các cố vấn của dân biểu Steve Scalise là nhân vật số 2 của Hạ viện Cộng Hòa cũng khuyên Scalise không nên ký vào Amicus. Kevin McCarthy có nói riêng với bà Liz là ông ta sẽ không ký Amicus này. Và vài tiếng đồng hồ sau thì bà Liz đã thấy là ông McCarthy đã giữ đúng lời hứa khi mà bản Amicus này được nộp lên mà không có chữ ký của Kevin McCarthy. Nhưng chưa đầy 24 tiếng đồng hồ sau đó, bản Amicus này đã được sửa lại và đã có thêm 20 chữ ký nữa. Và một trong 20 chữ ký đó là của Kevin McCarthy. Mời quý vị biết là sao không? Buồn cười đó là Mike Johnson đã đổ lỗi cho thằng đánh máy, thằng thư ký đánh máy đã bỏ sót tên của McCarthy và mười mấy cái dân biểu kia ở bản Amicus lúc đầu. Bà Liz nghĩ có thể McCarthy đã bị Trump áp lực chứ lúc đầu ông ta không muốn ký. Nhưng mà không may mắn cho Mike Johnson và Hạ viện Cộng Hòa vì chỉ vài giờ sau khi cái văn bản này được nộp lên cho tối cao pháp viện, tối cao pháp viện bác thẳng tay. Bà Lee viết rằng Mike Johnson và các lãnh đạo của Hạ viện Cộng hòa đã thuyết phục được 125 dân biểu Cộng hòa ký vào văn bản Amicus, mà có thể là các dân biểu này cũng không đọc nó trước khi họ ký nữa. Amicus này rõ ràng là vi hiến và chứa đầy những điều xạo láo trong đó luôn. Bà Lee nghĩ rằng nếu các dân biểu không ký thì họ sợ trump sẽ trả thù và họ hèm nhát sợ đám dân cuồng trump chửi họ nên họ đã bán rẻ tư cách và lòng dũng cảm trước áp lực của trump và bây giờ thì bà Lee mới thấy rõ bộ mặt của Mike Johnson vì từ trước tới nay bà vẫn coi ông ta là bạn. Bà mới biết là Mike Johnson thích được trong tân bốc và luôn miệng đính chính là mình ký vào Amicus kỳ này đi vì đây là lần cuối cùng mình giúp Trump. Ông ta nói như vậy. Sau này thì bà Liz bà mới khám phá ra rằng chính các cố vấn của Trump đã viết cái văn bản Amicus này Thế mà các dân biểu Cộng hòa cứ tưởng là Mike Johnson viết và ông ta thật ra chỉ là tay sai của Trump mà thôi. Thì sau chuyện Amicus ủng hộ Texas thất bại vì bị tối cao pháp viện bác, bà Liz đã có nói chuyện với Mike Johnson và họ đồng ý là đất nước đang ở thời điểm nguy hiểm và họ phải cẩn thận để làm đúng với hiến pháp của Hoa Kỳ. Và lúc đó thì họ bàn tính về các vấn đề của hiến pháp liên quan đến cuộc kiểm phiếu đại cử tri đoàn sắp diễn ra vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Sau khi bà Liz đã nói chuyện với Mike Johnson, thì bà nghĩ là chắc Mike Johnson đã suy nghĩ lại sau vụ ông ta làm bậy về Amicus. Rồi Mike Johnson text cho bà Liz để cảm ơn về buổi nói chuyện. Và ông ta nhắc lại chuyện ông ta đồng ý với bà về sự nguy hiểm của đất nước hiện đang có, nhưng mà bà Liz đã lại ngạc nhiên khi Mike Johnson kèm theo một tuyên bố của ông ta chỉ trích tối cao pháp viện khi họ bác đơn kiện của Texas. Tuyên bố của Mike Johnson là tối cao pháp viện đã vi phạm pháp quyền khi mà xử ép Texas và vì vậy mà ông ta cho rằng sự hỗn loạn sẽ tiếp tục xảy ra bà Liz bắt ngạc nhiên vì tuyên bố của Mike Johnson quá lố bịch. Tối cao Pháp viện có tới 6 thẩm phán bảo thủ gồm 3 thẩm phán do Trump bổ nhiệm. Và cả 6 thẩm phán bảo thủ không một ai đồng ý với Mike Johnson về vấn đề Texas đi kiện bốn cái tiểu bang kia cả. Vậy mà ông ta dám nói là họ vi phạm pháp quyền à? bác nói với mike johnson là ông nói quá sai rồi và bác khuyên ông ta là nên ăn nói cẩn thận nên trung thực đừng làm cho tình thế căng thẳng và nguy hiểm hơn thế quyết định của tổng của tối cao pháp viện rất là đơn giản và chả có gì là ngạc nhiên cả vậy mà mike johnson lại chỉ trích tối cao pháp viện khi mà họ làm công việc đúng với hiến pháp đã giao cho họ Hiến pháp không cho quyền một tiểu bang này đi kiện các tiểu bang khác về công việc làm của các tiểu bang. Rồi sau đó, Mike Johnson đã gửi cho bà Liz một số các ý kiến thăm dò cho thấy là đa số cử tri Cộng Hòa tin rằng phiếu bầu cho Trump đã bị ăn cắp. Bà Liz nghĩ rằng Trump tiếp tục xạo láo, bịp bợm quy mô hơn về gian lận bầu cử cho nên những con số thăm dò mới cao như thế này. Và nếu quốc hội và các dân cử Cộng hòa cứ tiếp tay với Trump tuyên truyền xạo láo về bầu cử gian lận hoặc chỉ trích tối cao pháp viện vi phạm pháp quyền thì sẽ làm cho dân chúng càng tin các xạo láo bịp bợm này nhiều hơn. Sau phán quyết của tối cao pháp viện và của tất cả các tòa khác Trump đã thua trắng tay và Trump có vẻ đã xìu. Vì ông ta không còn đường để binh nữa khi mà muốn dựa vào tòa án nữa. Hầu như tất cả các cố vấn thân cận của Trump đều nghĩ là Trump nên chấp nhận thất cử và mọi chuyện về bầu cử nên kết thúc. Nhưng mà Trump không nghe ai cả. Ông ta quyết tâm quậy để biến tình thế thành một cuộc khủng hoảng về hiến pháp. Kính thưa quý vị, đó là chương 2 và chương 3 à, tôi kể lại theo lời dịch của Nguyễn Bình Phương và Thụy Mân. Xin kính chào quý vị và xin kính chúc quý vị một ngày thật vui và bình yên.